Hệ thống BKAV eOffice SHB sẽ hoạch định các luồng công việc một cách khoa học đến từng phòng ban, tạo dựng, duy trì môi trường làm việc mà qua đó mọi thông tin, hoạt động đều được chia sẻ, phản hồi một cách thuận tiện. BKAV eOffice cũng cung cấp hệ thống kết nối liên văn phòng, giúp hoạt động văn phòng được thực hiện một cách đồng nhất. Vì vậy, ban lãnh đạo SHB vẫn có thể điều hành công việc từ bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào đối với tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống. SHB đã có một cái quá trình tìm hiểu rất là nhiều cái giải pháp trên thị trường, cả trong nước cũng như là nước ngoài. À, sau đó thì thấy rằng là cái giải pháp BKAV eOffice là phù hợp nhất với SHB ở cái thời điểm này. eOffice có một cái ưu điểm rất lớn là rất thuận tiện cho người sử dụng, cấu hình cái hệ thống, cấu hình các cái luồng luân chuyển công việc, công văn cũng rất là trực quan và dễ thực hiện. Mong muốn của chúng tôi là xây dựng cái giải pháp để có thể là cung cấp cho tất cả các cái doanh nghiệp tại Việt Nam, và nó là một giải pháp thay thế các cái giải pháp của nước ngoài. Hiện nay thì là gần như là cũng không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của người sử dụng Việt Nam. Và chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn rằng là các cái giải pháp eOffice của mình sẽ triển khai rộng khắp trên các cái doanh nghiệp. SHB cũng cho biết bên cạnh việc ứng dụng giải pháp phần mềm văn phòng điện tử eOffice, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin theo hướng chuyên nghiệp hóa cao tới từng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. BKAV eOffice là giải pháp hiện đại điều hành doanh nghiệp sản xuất trong nước. Giải pháp eOffice đã được ứng dụng rộng rãi trên hơn 400 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, được tạp chí chuyên ngành PC World Việt Nam bình chọn là giải pháp công nghệ thông tin hay nhất của năm trong lĩnh vực hiện đại hóa quản trị, điều hành doanh nghiệp năm 2009 và 2010.